Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Thì sắp lễ 29 rồi thì anh chị và bạn nào mua xe thì tranh thủ thời gian ha. Hôm nay thì nó về được một lô nha. Thì mình sẽ cố gắng mình quay nhanh cho anh chị và bạn ha. Thì các bạn nào mua thì liên hệ tới địa chỉ là 510 Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Giang, thành phố Giang, Bình Dương. Đồng anh giới thiệu mình hôm nay thì có anh Phi hỗ trợ giới thiệu không? Xin chào anh chị em nha. Đó, hôm nay em cũng quay một mới xe mới về cho anh chị em mình xem nha. Tại vì hôm nay trời đang mưa nên em bỏ xe ở trong nhà luôn. Đó, cũng như thường lệ mọi ngày, em tặng nhớt và mũ bảo hiểm cho anh em mình luôn. Và đặc biệt trong ngày chuẩn bị tới ngày lễ 29 này, em quay clip này, nói chung là giá em cũng niêm yết cho biển số xe hết như hôm nay rồi. Em sẽ giảm cho anh chị em mình 1 triệu đồng bất cứ anh em mình mua bất cứ con xe nào. Đó, anh em theo dõi kênh em cũng biết rồi. Rồi hôm nay em sẽ bán cho anh em mình sẽ bớt cho anh em mình 1 triệu đồng nha. Bất cứ mua con xe nào trong cửa hàng luôn. Là hôm nay tiếp tục nhân xả luôn. Nhân dịp dở lỡ cho anh em mình luôn nè. Đó. 1 triệu một chiếc, giảm 1 triệu một chiếc. Bất cứ anh em mình mua con nào cũng vẫn giảm 1 triệu hết nha. Đó, giá thì lễ thì anh em dưới tất cửa hàng ủng hộ nha. Em này thì 15 triệu 500 nè, anh em thấy không? Bữa nay bán 15.3, giảm cho anh em mình 1 triệu bất cứ con xe nào. Trong nói chung là trong dịp lỡ nha anh em. Còn qua lỡ thì nói chung mình bán lại giá thay đổi khác nha. Đó, con này thì 14 triệu 100 nè. Con này là đời 2021 luôn nè anh em. Đó, giảm cho anh em mình luôn. Rồi. Winner nè. Cuối 2017 máy móc zin hết luôn nha anh em. Đó, nói chung xe thì không có gì phải tạ hết, bên em máy móc bảo hành cho anh em từ 6 tháng đến 1 năm, tùy xe là thấp là cao. Đó. Con này là 2021. 14.300 à. 14.300. Đó. 14.500 nè anh em. Đó, anh em thấy không? Con tay côn 150 mà bên đây nó rỉ bằng con quay rồi biết nữa nào. Đó. Nên anh em mình có mua con nào thì ok alo cho em nha. Sirius nè, 11.300 luôn nè anh em. Đó. Đó, nói chung là em sẽ giảm cho anh em mình 1 triệu đồng bất tất cả coi chết những con xe cửa hàng. Số 65 nè. Đó, 21.500 luôn, đời 2019 nè. Cứ anh em nào mua con nào cũng được, dám niêm yết trên biển số xe hết rồi nha anh em. Chứ không phải là dù đi rồi không. Con này là 12.600 nè, đời 2019 nè. Rồi, Vinh X 20 triệu đồng nè anh em, đời 2021 nè. Đó, máy móc zin em hết. Jupiter 11 triệu đồng nè anh em. Đó, bán cho anh em mình luôn. Tiếp tục quay Black 12.600 nè, giá này là giá chưa có phí hồ sơ và phí vận chuyển nha anh em. Đó, cũng như mọi ngày luôn. Vẫn hỗ trợ rút hồ sơ sang tay hết, thêm phí nha anh em. Con rim này là 15 triệu đồng này, biển 70 Tây Ninh nè. Đó, hiện tại trời nó đang mưa nên là em quay nó không được đẹp. Anh em nào muốn chi tiết hình ảnh hơn thì có thể là liên hệ hai số điện thoại đó, bên em gửi hình ảnh chi tiết hoặc video. Anh em mình đừng ý cọc được hàng tầm 2 triệu đồng, bên em ship xe về tận nơi. Anh em mình ra nhận xe và thanh toán tiền còn lại cho bên nhà xe nha anh chị em. Xe kia này đủ hơi khủng á. 18 triệu đồng nha anh em, máy zin nha, có đi ốc xe la da. Đó, nói chung là khá đẹp. Quay Black, lộn RX 2018 nè, 11.300.000 đồng. Novo 12.500.000 đồng. Đó. Quá rẻ luôn. Quay Alpha 13.500. Đó, nói chung là future nè, 14 triệu đồng nè. Nói chung là em giảm giá cho dịp lễ ngày 29 nha anh em. Qua ngày 29 thì giá khác nha. Anh em nào thấy hợp lệ con nào thì cứ ủng hộ cho cửa hàng nha. Rồi, danh nút cho nó giữ. Danh nút thì 22.500, đời 2022. Biển 61 Bình Dương nha anh em. Rồi, Novit 155 màu mới á. Con này là 42 triệu đồng anh em, đời 2022 luôn. Rồi. Mấy ngày nữa là 2023 thôi. Versys nè, 52 triệu đồng nè, biển 67 An Giang, 150 cuối 2019, 60693. Và bên đây là biển 93 Bình Phước, 31 triệu đồng nè, đời 2022 đèn led 2 tầng. Rồi, Liberty. Liberty S nè anh em, 21 triệu đồng thôi. Đó, đời 2018 ABS, biển 88-50221 nè. Grander 31 triệu đồng nha anh em, biển 61 Bình Dương, 94135. Latte biển 93 Bình Phước, 29409, 25 triệu đồng, đời 2022, 1001 cây. Vario 150 38 triệu đồng nha anh em, biển 64 Vĩnh Long, đời 2022 nha, 39400. Rồi sâu copy 26.500.000 đồng luôn, biển 93 Bình Phước, đời 2020. Con này đẹp lắm nha anh em. Đó, quá đẹp luôn, máy móc zin bảo hành 1 năm luôn. Bên này có SH1 nè anh. Con này thì 37 triệu đồng nha anh em, đời 2018 nè. Đó, phiên bản đặc biệt, đỏ đen. Chính chủ luôn. Đúng rồi, chính chủ luôn. Rồi, Surus. Con này thì bán cho anh em với giá là 15 triệu 500 nha anh em, đời 2023, 1001 cây. Bên này 15 triệu đồng luôn. Biển 26 nè anh em, 2400 cây. Đó, anh em thấy con này thì ủng hộ nha. Con này thì 14 triệu 900 nghìn đồng nha anh em, biển 95 Hậu Giang.
931 38 nè. Rồi, Figo. Con này thì 21 triệu đồng nha anh em, biển 70 Tây Ninh, 53086 nha anh em. Đời 2021 ABS. Akozo. Akozo 12 triệu 800 nè. Biển 70 Tây Ninh, 25900. Đó. Tương đương với 1 luôn. Con này thì bán cho anh em mình với giá là 17 triệu đồng nè, biển 68 Kiên Giang nè, 55366 nha anh em. Ok. Đó. Tôi trong kia quay ra đi em. Cứ mỗi con fit cho anh em mình 1 triệu trong mua lỡ này. Ừ, anh em đúng nào. Giá này, cứ trừ đi 1 triệu là được. Tiếp tục bên này là một cặp S155 nè, khổ bếp ga nha anh em. Bên này là đen nhám biển 76 nè. Bên này đỏ nhám là biển 83 Sóc Trăng nè. Đồng giá hôm nay em sẽ xả cho anh em mình với giá là 30 triệu đồng một xe. 30 triệu một xe. Đó, khổ bếp ga nha. Còn được giảm nữa anh em mình cứ nhanh tay lên, bên em tặng nhớt và mũ bảo hiểm nữa nha anh em. Đó. Bên này thì bán cho anh em với giá là 29 triệu đồng. Đời 2022 bọc kêu con khối chìa nha. Biển 36 nè. Rồi, rồi đi. S 25 triệu đồng nha anh em. Biển 71 Bến Tre. Đó, con này thì 219 quá đẹp luôn. Không gì phải tả hết. Em này là 15 triệu đồng nè, biển 47 đời 2020 chạy 7000 cây. 47357 nha anh em. Rồi, AB 125. Con này thì bán cho anh em mình với giá là 20 triệu 500 000 đồng anh em, biển 20 Thái Nguyên 79694. Vario 150 này. Vario trong này 150 thì em đọc cho biển số nè anh em. 67 nè. 64 95 và 94 là bốn em đồng giá là cho anh em mình với giá là 38 triệu đồng một xe. 38 triệu một xe. Và em bên trong cùng là biển 73 Quảng Bình anh em, cuối 2021 đầu 2022, bọc keo ngân con 2000 cây 32 triệu đồng. 32 triệu. Em này nhà nhám vàng cát nè anh em, biển 59 thành phố nè. Đó, 125 34 triệu bao khí giấy cho anh em mình luôn. Em này là 2020. Biển số là 94 Bạc Liêu 51796 nha anh em. Con này thì bán cho anh em mình với giá là 28 triệu đồng. Đó, anh em mình cứ tranh thủ mua trong mùa dịp lễ này nha. Cà xem thì tới đây luôn luôn. Giá quá mềm rồi. Hỗ trợ mình rút nhập thêm phí nha anh em. Rồi. Tại vì nó đang hơi khó nên là từ từ mình rút ok hết nha anh em. BO13. Con này là 21 triệu đồng, bao ký giấy nè, biển 59 thành phố nha anh em, đời 2022, 53647, bọc keo nguyên con 3800 cây. Em này thì hôm nay bán cho anh em mình với giá là 26 triệu 500 000 đồng. Đó, biển 36, 983 phiên bản Black Edition 29 triệu 500 nghìn đồng anh em. Cuối 2020 nè. Em này là 93 nè, 70 nè, 93 nè. Và em này 93 nè. Đồng giá hôm nay em sẽ bán cho có con này thì 27 năm nè. Còn ba con này bán cho anh em mình là 26 triệu 500. Tất cả đều là khô ghe màu đỏ bạc. Đó, 26 triệu 500 bán xả cho anh em mình luôn. Ok, AB1 mới 29 triệu 500 nghìn đồng nè anh em. Đó, và bên trong cùng là 24 triệu 500 đời 2018 nè. Biển 71 Bến Tre 48410. Ok. AB tiếp tục 125 màu trắng xám nè. Màu trắng xám con này 17 triệu 500 nghìn đồng nha anh em. Rồi vàng đồng biển số 69. 19 triệu đồng. 19. Cuối 2014 đầu 2015. Em này thì 17 triệu đồng thôi anh em. Biển 66 Đồng Tháp nè. Tây Ninh nè, 18 triệu 900 nè. Và con này thì 20 triệu đồng nha anh em. Con này thì quá đẹp rồi, không có gì phải tả hết nè. Đó. Còn Grander này biển 93 Bình Phước. Con này thì bán cho anh em với giá là 16 triệu 900 nè. 6 triệu 900. 17 triệu 500 luôn anh em. Đó, đời 2017 luôn. Con này thì bán cho anh em với giá là 32 triệu đồng nè. Đời 2022 này biển 66 Đồng Tháp luôn. Grander 25 triệu đồng nha anh em, cuối 2019 nè. À, khó chìa. Rồi. Máy móc thì zin êm hết nha anh chị em. Đó. Trong này tiếp tục có một em AB nữa nè anh em, 20 triệu đồng luôn. Biển 60 Đồng Nai. Đời 2016 luôn nha anh em, máy móc zin êm nha. Đó, xe này không có gì phải tả hết, quá đẹp. Ok. ABS nè anh em, 22 triệu 500 nghìn đồng thôi. Có đi bi cầu và con tay trợ lực luôn, quá xuất sắc, quá đẹp. Đó, không lỗi lầm. Bật kinh. Mệt kinh này thì hồ sơ cầm tay 30 triệu đồng cho anh em mình luôn. Đời cuối 2021 nha anh em. V3 màu đỏ em. Em này thì bán cho anh em với giá là 25 triệu đồng. Đó, biển 66 Đồng Tháp luôn. Window V1 màu đen nhám. 47 Đắk Lắk anh em, 18 triệu đồng thôi, đời 2019 nha.
Còn con này em đang chính chủ nè, ký mua bán, ký về quyền đồ ok hết nha, biển 78 Phú Yên, 31 triệu đồng nha anh em, đời 2022, Merkin 1000 cây, em có gắn chống trộm đầy đủ hết rồi. Ok, Grander 18 triệu đồng nha anh em. Đó, đầu 2018. Gian nút màu xám nè. Con này là 2022, biển 93 Bình Phước, 31018, 20 triệu đồng nha anh em. 20 triệu. Đó, chạy có 2000 cây thôi. Rồi, màu xanh. Màu xanh này 18 triệu 500, biển 81 Gia Lai, đời 2020, khối bếp ga nè. 2018 biển 95 nè, khối ga nè anh em, 17 triệu đồng. 18 triệu 500 cho em, 66 Đồng Tháp nè, đời 2020 nè. Rồi, ABS 20 triệu 500 nghìn đồng nha anh em, biển 15, 66101, 2020 ABS nha. Cặp này đồng giá là 22 triệu 500 nha anh em, đời 2019 khối ga hết nha. Biển 83 Sóc Trăng nè, 02640. Và bên đây là 94 Bạc Liêu, 91705. Và em đen nhám này 18 triệu 900 nghìn đồng nè, biển 36-13755. Và em bên trong cùng là 22 triệu hồ sơ cầm tay nha anh em, đăng ký lần đầu 2021. Đó. Đó, anh em nào mua chi tiết hơn cứ nhắn tin qua cho anh Phi nha. Ở đây thì mình điểm danh xe còn thôi. Đó, anh em nào có mua thì nói chung là canh thời điểm này mua là ok. Em fix cho anh em mình 1 triệu thôi, bằng giá với clip trước, nhưng mà tiền khách hàng trong mùa lỡ này luôn. XH này bán cho anh em với giá là 58 triệu giao cà quẹt nha anh em, hỗ trợ rút hồ sơ thêm phí nha. Con này đời 2021, 3000 cây, 125 CBS nha anh em. Đó, màu đen bọc keo nguyên con, bánh xít màu đỏ. Con này bán cho anh em với giá là 33 triệu nè, đời 2019 nè, biển thành phố nha anh em, 59530. Rồi, màu trắng. 28 triệu nha anh em, con này có lên khổ ga nè, biển số 17-08202. Con này là 93 Bình Phước, 17822, 26 triệu 500. Màu đỏ. 83 Sóc Trăng, bọc keo nguyên con, không khác gì xe mới nha anh em. Biển 83-463-32-125, đèn mặt thí, 37 triệu đồng. Em bên đây là 26 triệu 500 nghìn đồng anh em, biển 77 Bình Định nè, 34800. Bên đây là 84 Trà Vinh, đời 2016, bán cho anh em mình với giá là 27 triệu 500. Màu đỏ. Màu đỏ đây là 150 nha anh em, đời 2018 nha, biển 66 Đồng Tháp, 52206, 43 triệu đồng. Và bên đây là 36 Thanh Hóa nha anh em, 42205, 25 triệu 500 nghìn đồng. Nơ viết 155 màu tím, biển số 83, 20 triệu đồng cho anh em mình luôn, có bếp ga nha anh em, đời cuối 2018. Nơ viết 155, biển số 38 luôn. Con này thì bán cho anh em mình với giá là 22 triệu 500 nghìn đồng. 22 triệu 500. Rồi, con này biển số 81 nè. Con này thì bán cho anh em mình với giá là 20 triệu đồng, đời 2018. Rồi, màu trắng. 19 triệu 500 nghìn đồng, 125 khối bếp ga, 22 triệu đồng, biển 71 luôn anh em. Con này là đời 2018, lướt 4.000 cây. Và em bên này là 26 triệu đồng, đời cuối 2019, 155 ABS luôn. Này có lên phục hơi nha anh em, 125. Đó, 20 triệu 500. Và bên này là 19 triệu đồng cho anh em nè, biển 36 luôn, khô ghe luôn. Mẫu mới nè anh em. Đó, được mẫu mới 155. Con này bán cho anh em mình với giá là 39 triệu đồng luôn. Đó, okay. Còn fit cho anh em mình luôn nha anh em. Anh em nào nhanh tay ơn con nào thì alo em là bập luôn. Đó. Nhanh gọn. Chỉ giảm cho 2 ngày lỡ thôi nha anh em. Đó, giảm cho mấy ngày lỡ thôi. Qua lỡ thì giá nó dao động bình thường. Đó. Ad nè anh em, con này thì Merkin, biển 83 Sóc Trăng, bán cho anh em mình với giá là 28 triệu 500, đời 2020 nè. Quá rỉ luôn. 2021 nè, biển 73 Quảng Bình, 25 triệu 500. Đó, còn anh em nào muốn mua em này thì không khác gì một con xe mới hết, 28 triệu 500 nghìn đồng. 28 triệu 500. Còn này thì cũng có nè anh em, biển 37 nè, 75475 nè, 23 triệu 500 nghìn đồng, đèn led 3 phan. Bên đây là 69 Cà Mau, 60304. Con này bán cho anh em mình với giá là 25 triệu đồng. Rồi, Vinder X. 22 triệu đồng luôn nha anh em. ABS, bọc keo nguyên con như xe mới luôn. Ad, biển 69 Cà Mau, 27029, 16 triệu đồng cho anh em mình luôn đi. Đó. 16 luôn. Quá đẹp. Biển 66 Đồng Tháp, đời 2020, 3000 cây. Con này bán cho anh em với giá là 20 triệu đồng luôn nha anh em. Đó. Vinder. Con này bán cho anh em mình là 17 triệu đồng đi. Bọc keo nguyên con, đen nhám thì 17 triệu đồng luôn, biển số thành phố 86364 nè.
đen vàng đồng biển 38 Hà Tĩnh anh em, 591 26, 19 triệu đồng luôn. 19 triệu NH. Còn này bao ghi giấy nha anh em, 51 triệu đồng nè, 150 khối bếp ghe ABS luôn, biển số thành phố em đang đứng ủy quyền, bao ghi giấy 51 triệu đồng thôi. Ok. Đâu biết. 2018 phiên bản đặc biệt đen nhám, biển 77 Bình Định, 21 triệu đồng. 21 triệu. Rồi. Sirius anh em 16 triệu. 16. 800 000 đồng cho anh em, giảm được 1 triệu anh em tranh thủ mà mua, full đồ chơi full tất tật. 275 anh em. Đó, ba con đồng giá 275 đời 2020-21 Raider Sanker. Đây tiếp tục Raider Sanker 17 triệu đồng, còn fit. Đó, anh em mình tranh thủ nha. Kết con nào alo em luôn anh em. Rồi, bên này có future nè anh em. Future biển 62. Con này thì bán cho anh em mình với giá là 21 triệu 900 nghìn đồng anh em, đời cuối 2019, mâm đĩa luôn nè. Đó. Rồi, Jupiter 74 vãng trị nè, 49156 đời 2022, 21 triệu 500. 70 Tây Ninh 80758 20 triệu đồng. 47 Đắk Lắk 17998 20 triệu đồng anh em. Bên này là 60 Đồng Nai nè, 18 triệu 500 đời 2019 nè. Màu đỏ. 94 Bạc Liêu 47824 19 triệu 800. Rồi màu trắng. 16 triệu 500 biển 67 An Giang 70630. 15 triệu đồng cho con 61 Bình Dương 61820 nha anh em. Đời nghĩ là ở đây là chắc Jupiter nhiều nhất luôn á. Rồi, chuyển lên hàng trên cho anh em á. Trên này thì có quay rời tiết này còn siêu mới luôn. Cuối 2022 nha anh em. Biển 69 Cà Mau 43353 18 triệu đồng thôi, 1400 cây. Tiếp tục con này. 69 Cà Mau 41183 nha anh em, cuối 2019 nè. 14 triệu 500 nghìn đồng thôi, bánh mâm thân đĩa. Trắng đen. 70 Tây Ninh 2021 69864 17 triệu 900 nghìn đồng. Con ẹt này nói chung là trong này có 3 con ẹt xuống áo nha anh em, một càng hết máy zin. Biển 93 và bên này là 75 30 triệu đồng một xe. Em này thì nói chung là đời 205 206 là máy Thái nha. Con này là máy có dọn phun cục máy thôi, dàn chân áo rồi riêng thân xe. Địa 69 Cà Mau 56512 34 triệu đồng. Và em này là hai càng xuống áo còn duy nhất đúng một con nha anh em. Đó, mới về xuống áo luôn. Điện 86 Bình Thuận nè, 83369 19 triệu đồng cho anh em mình luôn. Đó. Sonic biển 70 Tân Ninh anh em, 27 triệu 500 đời 2019 nè. Đó. 17 Thái Bình 61528 đời 2021, bọc keo con đi bên mâm em bán 14 triệu 800 nghìn đồng. Sirius biển 37 này là bán cho anh em 15 triệu đồng nè, đời 2021. Future. Future là bán cho anh em với giá là 22 triệu đồng, biển 66 Đồng Tháp. Rồi, quay rơ rích màu trắng đen. Biển 75 nha anh em, 44338 18 triệu đồng đời 2022. Jupiter màu đen nhá. Và cuối cùng bên đó là một em 69 Cà Mau 27684 21 triệu 500. Đó. Ok. Thì đó là toàn bộ cái lô xe thì có tại cửa hàng á, anh em nào mua thì liên hệ qua địa chỉ là 510 Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0901010405 á, hoặc là 0933864574 á. Hai cái số điện thoại mình để trực tiếp ở trên cái màn hình á, anh em có gì mình nhắn tin qua đó, cần xem chi tiết bất kỳ một con xe nào á. Rồi, cảm ơn chị Hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại chị em nha.